Chú đọc ngày mai là đi học, ngày mai là đi là đọc gì? Ngày mai cho tôi đi ra đọc hai đọc nữa không? Nghĩ là nó được là con kêu ngày mai thì về tôi nghe.
Mentira.
giao cho bên chị cái diện tích rừng là đơn vị nào giao là tài nguyên hay là thì bây giờ đất rừng này ba cái khu dân cư này đó, là hai cái đó là để đối ứng vốn làm nơi thì ba cái khu đất mà em ba cái khu đất rừng còn dân cư thì em đang làm đây còn cái khu đất rừng thì không biết là đã giao về với chị rồi giao đủ chưa.